Hello, xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Vừa rồi thì Nick có làm một video clip hướng dẫn cho cô bác chị mình là cách đổi hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam cũng như là tại hải ngoại nè. Và có rất là nhiều cô bác chị mình quan tâm về vấn đề này. Trong đó thì có vấn đề mà Nick có nêu đó, khi mà làm lại hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam thì nó gần như là chúng ta làm lại quốc tịch và phải làm cái giấy căn cước công dân, tiếng Anh gọi là ID Identification Card. Thì cái đó là quan trọng nhất, cho nên là nhiều người cũng tiếp tục quan tâm và có nhiều câu hỏi liên quan. Cho nên là trong video clip ngày hôm nay, Nick sẽ hướng dẫn lại cho cô bác anh chị một số thông tin liên quan về vấn đề thứ nhất, cái vấn đề quan trọng đó là làm lại quốc tịch, làm lại thẻ căn cước công dân Việt Nam nè. Cái vấn đề thứ hai, nhiều cô bác anh chị mình cũng quan tâm á, về Việt Nam nè, muốn ở dài hạn rồi muốn lái xe. Thứ nhất là lái xe hai bánh thì có cần bằng lái hay không và loại xe nào? Thì hiện tại không cần bằng lái. Và cái thứ hai nữa trong vấn đề lái xe đó là bằng lái xe của nước mình đang sinh sống đó, về Việt Nam có sử dụng được hay không nếu mà muốn lái xe 4 bánh xe ô tô đó. Trong video clip ngày hôm nay Nick cũng sẽ trả lời một số thắc mắc đó để cô bác chị mình cùng nắm thông tin nha. Bây giờ mời cô bác chị và các bạn cùng theo dõi video clip của ngày hôm nay. Rồi, vấn đề đầu tiên đó là liên quan đến căn cước công dân. Thì trước đó trong video clip mà hướng dẫn của bán chị mình cách đổi hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam đó, trả lời thắc mắc là sinh sống ở Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài lâu rồi và hộ chiếu Việt Nam đã từng có nhưng đã hết hạn lâu rồi, thì về Việt Nam nè, trong thời gian lưu trú tại Việt Nam có thể đổi hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam hay không? Thì xin thưa, đối với những trường hợp này Nick đã trả lời trong video clip đó là rất là khó, có thể làm được nhưng sẽ mất rất là nhiều thời gian. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã sinh sống ở nước ngoài lâu năm rồi, có quốc tịch nước ngoài rồi và hồ sơ giấy tờ của mình đã từ lâu không sử dụng tới, mà chúng ta biết là khi vắng mặt tại địa phương một thời gian, thông thường là quá một năm thì sẽ bị cắt vấn đề là thường trú tại đó và chúng ta không có hộ khẩu ở đó nữa, và cộng thêm là những giấy tờ như là chứng minh nhân dân cũ của mình đó cũng đã hết hạn rồi, thường là 15 năm là hết hạn, và mình đã không đổi mới, có nghĩa là mình không cư trú ở Việt Nam, cho nên là qua nhiều thời kỳ nè, đã đổi từ căn chứng minh nhân dân 9 số lên chứng minh nhân dân 12 số, sau đó là đổi qua thẻ căn cước công dân, rồi từ thẻ căn cước công dân đổi qua cái căn cước công dân là có gắn chip sau này nữa. Thì qua nhiều giai đoạn của bác anh chị mình đã không có đụng tới, và có nghĩa là mình đã không có làm được cái giấy tờ nào mới hết, thì có nghĩa là mình gần như là mất tịch Việt Nam. Cho nên là vấn đề muốn làm lại hộ chiếu tại Việt Nam thì mình phải đi làm thẻ căn cước công dân, có cái căn cước công dân tiếng Anh gọi là ID đó, thì mình mới bắt đầu đi làm lại được cái hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam được. Và nếu không có những giấy tờ này thì là chúng ta sẽ không làm được hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam nha. Cách tốt nhất là cô bác chị có thể làm được hộ chiếu Việt Nam là làm ở nước ngoài, tại nơi mà mình sinh sống đó. Thì một số cô bác chị có thắc mắc hỏi Nick luôn, đó là bây giờ không còn giấy tờ gì, kể cả những giấy tờ tùy thân như là giấy khai sinh hay là chứng minh nhân dân cũ hay là bất kỳ giấy tờ liên quan đến nhân thân của mình đó, cho nên là ngay cả làm hộ chiếu ở nước ngoài sợ cũng không làm được. Xin thưa là cô bác anh chị, trừ phi cái hộ chiếu mà mình cấp tại nước mình đang sinh sống đó, nên mình đang mang quốc tịch đó, mà đổi tên hoàn toàn không dính líu gì tới cái tên Việt Nam mình luôn, thì lúc đó rõ ràng là mình rất khó. Tại sao? Mình không còn cái giấy tờ nào chứng minh, nhưng mà Nick biết là rất nhiều của bác chị mình cho dù có đổi tên đi nữa nhưng vẫn giữ lại cái họ, ít nhiều đa số mọi người vẫn giữ cái họ, ví dụ họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Đặng, họ vân vân này kia, thì cái đó một phần nào cũng có thể chứng minh được là của bác chị mình có gốc Việt. Cho nên là mình không có giấy chứng minh nhân dân, không có căn cước trước năm 75 nè, cũng không có khai sinh nè, không có giấy tờ lái xe, nói chung là không có giấy tờ gì hết, nhưng cái tên mình trong hộ chiếu của nước mình đang sinh sống, ví dụ là tại Mỹ đi, trong passport Mỹ hoặc passport Canada, passport châu Âu, passport Úc chẳng hạn, còn cái họ của mình đó cũng có thể chứng minh được nha. Nếu các anh chị mình không tự làm được tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam để xin làm lại cái hộ chiếu Việt Nam, thứ nhất là gì? Mình không hiểu luật, mình không biết cách làm, thấy khó khăn. Cái thứ hai là gì? Ở xa quá, đi tới lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam á, xa quá xa, không thuận tiện, tốn nhiều tiền bạc, tốn thời gian nữa. Ví dụ là ở Mỹ mà ở Canada đi,
hoặc là ở Úc chẳng hạn, tới được lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Việt Nam thì đâu phải thành phố nào cũng có đâu. Ví dụ là ở San Fran, California mới có lãnh sự quán Việt Nam, ai ở gần đó thì thuận tiện, nhưng mà ai ở tiểu bang khác xa quá, bây giờ bay qua đó chưa biết thủ tục như thế nào, chưa biết làm được hay không, rồi tốn thời gian nè, mất thời gian đi lên đi xuống, rồi tốn tiền có bạc nữa, thế thì làm sao? Thì duy nhất chỉ có cách là anh chị mình tìm đến công ty dịch vụ, công ty du lịch hay là phòng vé máy bay, đại lý vé máy bay mà người ta có nhận làm dịch vụ về là visa Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam này. À, chúng ta bỏ ra một ít tiền để họ làm cho mình cái dịch vụ đó mà chúng ta không cần phải đi lên đi xuống, phải không ạ? À, làm visa thì dễ hơn. Nick biết là cái phí để làm nó không quá cao. Ví dụ ở Mỹ, các tiểu bang của Mỹ nè, thường người ta nhận làm visa 5 năm á, nó 70-80 đô tới 100 đô hoặc trăm mấy đô. Ở châu Âu cũng vậy hay là Úc cũng vậy. Nếu mình không tự đi làm dịch vụ thì người ta làm cho visa 5 năm đó, thì số tiền đó cũng không phải là cao không, mà mình cứ ở nhà thôi, cứ liên lạc gửi hồ sơ vậy đó, họ làm giúp hết cho mình. Thì đến vấn đề làm hộ chiếu, vừa rồi thì có một số cô bác chị hỏi là giờ không có giấy tờ nào hết có thể làm hộ chiếu Việt Nam hay không. Xin thưa không, như Nick vừa nói rồi, trong hộ chiếu, trong passport ở quốc gia mà mình đang sinh sống đó, ví dụ là ở Mỹ đi, thì trong đó vẫn còn cái họ của mình mà, nó vẫn phần nào đủ để chứng minh là mình có gốc Việt. Thì mình không tự làm, không biết cách làm, chỗ làm dịch vụ, công ty làm dịch vụ, người ta biết cách để khai báo và hỗ trợ giúp cho mình những vấn đề đó. Cho nên những chỗ nào uy tín và biết cách làm là họ sẽ nhận ngay. Chỉ có điều là cái chi phí của mình có thể đội lên tí. Nếu như chỗ này có người này đủ giấy tờ hết thì nó chừng vài trăm đô của mình, là do không có gì hết thì người ta phải xoay bằng cách khác, người ta phải khai báo và giúp cho mình là chứng minh mình có nguồn gốc Việt để làm lại hộ chiếu Việt Nam á, thì cái giá của mình nó sẽ cao hơn người khác tí. À, cho nên là vấn đề này thật sự là không khó. Muốn làm lại quốc tịch, xin lỗi, là muốn làm lại hộ chiếu Việt Nam, passport Việt Nam tại nơi nước mình sinh sống thì khá là đơn giản, không cần có căn cước công dân đâu, nhưng mà chúng ta vẫn làm được nha. Bởi vì đây là chính sách mới của nhà nước Việt Nam nè, hỗ trợ giúp cho tất cả người có gốc Việt đều có thể làm giấy tờ để đi lại, đi về Việt Nam nó thoải mái nè, đặc biệt là những cô bác chị lớn tuổi thích về sống lâu dài tại Việt Nam thì chúng ta làm cái hộ chiếu, là hộ chiếu Việt Nam là về Việt Nam. Và đương nhiên có hộ chiếu Việt Nam về Việt Nam sống thoải mái, là không có phải lo sợ là hết thời gian. Ví dụ là visa thì được 6 tháng hoặc là gia hạn thêm một lần nữa là được tổng cộng 12 tháng, nhưng mà đối với hộ chiếu thì mình ở bao lâu cũng được, đến khi nào mà hộ chiếu hết hạn thì thôi. Đó là đối với trường hợp mà xin lại hộ chiếu Việt Nam tại hải ngoại nha. Còn xin hộ chiếu Việt Nam tại Việt Nam thì cực kỳ khó. Tại sao? Mình không có giấy tờ. Thứ nhất là mình lâu rồi không có ở Việt Nam, không có cái giấy tờ gì chứng minh mình có cư trú. Mình bây giờ là như người nước ngoài nè, muốn làm lại thì đương nhiên là phải nhập tịch lại. Rồi bắt đầu bây giờ Nick sẽ chuyển qua vấn đề là liên quan đến vấn đề làm hộ chiếu tại Việt Nam thì xin lại căn cước công dân. Mà muốn xin căn cước công dân là giống như là làm thủ tục xin lại quốc tịch Việt Nam thôi. Xin lại quốc tịch nó như thế nào? Bây giờ cô bác chị mình cùng lắng nghe phần tiếp theo nha. Rồi, để làm được căn cước công dân thì chúng ta phải về Việt Nam nè, lưu trú dài hạn. Thì thông thường là cái mức lưu trú nó phải tổng thời gian mà chúng ta lưu trú là trên 6 tháng. Rồi cái chỗ này để làm lại được giấy tờ nè. À, nói đi nói lại thì Nick nói luôn đó là làm giấy tờ căn cước công dân là giống như làm lại quốc tịch thôi. À, ID, có ID là mình nè, có được ID là giống là đã trở thành thực sự là một công dân Việt Nam rồi. Nhưng mà làm cái này dễ hay không? Xin thưa là dễ thì dễ, khó thì khó. À, thật ra nó không khó, nhưng vấn đề là mất thời gian. Tại sao mất thời gian? Bởi vì chúng ta cần có một số giấy tờ cơ bản như thế này. Thứ nhất là vấn đề lưu trú của quán chị mình về phải đăng ký tạm trú. À, tạm trú ở đâu? À, thì theo cái điều kiện quy định để là xin lại quốc tịch của mình á, thì mình phải có cái nơi cư trú hợp pháp. Thì nơi cư trú hợp pháp là đây nè, ví dụ là nhà cửa của anh chị em bà con cô bác gia đình của mình á, là có địa chỉ rõ ràng nè. Cái thứ hai là nhà do mình mua, ví dụ người nước ngoài được mua cái căn hộ mà đó, do mình đứng tên mình sở hữu đó, căn hộ là mình đứng tên được nha, chứ nhà dính với đất á thì mình là người nước ngoài chưa được thôi, chứ còn nhà căn hộ đó là mình được nè. Rồi cái thứ ba là nhà mình ở thuê, ở mướn, ở trọ. Thì cái chỗ này có một số cô bác chị hỏi là vừa ở thuê khách sạn nè dài hạn, nhưng mà hoặc là thuê nhà trọ gì đó, hay là thuê căn hộ mình ở lâu dài đó, thế thì ở đó có thành là nơi mà nhà ở hợp pháp để mình xin giấy tờ hay không? Xin thưa là được, nhưng lại không được. Vì sao? Bởi vì những nơi mà mình thuê đó, khi mà mình muốn làm giấy tờ, chủ nhà ở đó, chủ chỗ trọ ở đó,
có đồng ý hỗ trợ giúp cho mình là cho mình đăng ký khai báo thường trú ở địa chỉ đó hay không? Xin thưa là vấn đề này không dễ nha. Những chỗ đó chưa chắc người ta đồng ý. Mình có thể ở thuê dài hạn, thân quen lắm thì người ta giúp cho đăng ký thôi, chứ còn mà để mà ảnh hưởng đến quyền lợi về sau này thì có thể người ta sẽ không đồng ý. Tại sao? Bởi vì đăng ký hộ khẩu, xác nhận thường trú, người ta phải đi lên tới làm giấy tờ cho mình nè. Rồi đồng thời là nó sẽ liên quan đến vấn đề tài sản nữa. Mình tự nhiên mình được vô cái hộ khẩu trong nhà đó thì rõ ràng là dính dáng tới vấn đề tài sản bất động sản của người ta nữa. Cho nên là vấn đề đó không dễ, nên trả lời ở chỗ này. Ở nhà trọ, nhà thuê, căn hộ thuê gì đó thì để xin giấy tờ có thể không thuận tiện cho mình. Cho nên là muốn đăng ký hộ khẩu, muốn đăng ký tạm trú dài hạn thì tốt nhất là nhà của mình hoặc là nhà của người thân trong gia đình của mình. Thì chỉ có người thân của mình mới giúp cho mình là đi tới đi lui, đăng ký làm giấy tờ này kia, xác minh xác nhận cho mình này kia mới là hợp lệ và hợp pháp nha. Rồi cái bước tiếp theo, ngoài vấn đề là lưu trú dài hạn tại Việt Nam, tổng thời gian là lưu trú phải trên 6 tháng là thì công an phường, công an xã người ta mới xác nhận cho mình được, phải không? Nhưng mà để làm được cái quốc tịch lại cũng như là làm lại căn cước công dân thì làm sao? Mình phải chứng minh nhân thân của mình, phải không ạ? Nhân thân là sao? Nơi mình sinh ra, mình có giấy tờ gì không? Thì cái giấy quan trọng nhất đó là khai sinh. Rồi, đụng tới khai sinh này là của bán chị mình bắt đầu thấy rõ. Nhiều của bán chị á là có, xưa giờ vẫn giữ được, không có vứt bỏ giấy tờ và còn lưu lại. Nhưng nhiều của bán chị mình đi vì lý do này, vì lý do kia là mất hết, hoặc là trong thời gian xưa chiến tranh này, cháy nhà hay dịch dọn nhà nó mất giấy tờ rồi. Thì làm sao? Cái này khó. Không phải khó, thật ra không khó, mà mất thời gian. Để làm gì? Phải về đi trích lục tới cái nơi mà mình sinh sống hồi xưa ở đó đó, đó để mình xin lên ủy ban của xã, của huyện ở đó để xin trích lục lại hồ sơ, trích lục lại giấy khai sinh. Cái chỗ này mới là rắc rối này. Nhiều người may mắn là nơi phường xã đó xưa tới giờ vẫn giữ y nguyên y chang từ trước 75 cho tới bây giờ vẫn không có gì thay đổi, thì hồ sơ may ra là tìm lục lại rất là dễ. Chúng ta sẽ xin trích lục lại cái khai sinh đó thì tốn một tí phí đó, để xin trích lục mất thời gian để chờ người ta đi trích lục với hồ sơ mấy chục năm trời, quá nhiều mà lưu mà tìm đâu phải dễ, không ạ? Thì phải ráng chờ để người ta trích lục. Nhưng mà không may cho những cô bác anh chị nào sống ở cái vùng quê đó hoặc là thành phố thị trấn đó, bây giờ là tách ra nè, xã này cùng một nơi mà tách ra, cho nên là hồ sơ sẽ có thể không lưu trữ chỗ này mà nó chuyển vào chỗ kia, hoặc là nó bị tách làm sao đó, qua đây trích lục không có thì phải qua kia trích lục, thì nó sẽ mất thời gian vô cùng để tìm lại trích lục, nó cực kỳ khó. Và bởi vì nó đã chia tách ra rồi, nó biến đổi là thay đổi rồi, cái huyện cái xã ngày xưa nó giờ không còn mang tên đó nữa, nó đã đổi tên mới rồi. Cho nên làm sao để chứng nhận từ cái chỗ đó trước năm 75 cho tới thời gian hiện tại sau này nó đổi thành cái gì và hiện tại nó đổi thành cái gì đó, thì phải trích lục, tích lục được rồi người ta chứng nhận làm sao để có được cái giấy đó là thời gian hiện tại là nó thuộc xã nào, huyện nào, tỉnh nào. Đây, cái vấn đề này ngại ngùng đây là nhiều cô bán chị mình lo không làm được. Thật ra là thứ nhất là không phải không làm được mà là gì? Mất quá nhiều thời gian, phải không ạ? Cho nên là làm cho mọi người không có tinh thần để làm. Nhưng mà đối với những cô bác lớn tuổi rồi, bây giờ mình có quốc tịch hay không có quốc tịch Việt Nam, bây giờ mình sinh sống Việt Nam vẫn được mà, đâu có bị vấn đề gì đâu. Cho nên là muốn thì làm, đeo đuổi, tiếp tục làm. Không thì vẫn sống Việt Nam thôi, đâu có ai bắt bớ, đâu có ai làm gì mình đâu, phải không? Cho nên là đối với những ai thật sự là muốn nhập tịch lại, có giấy tờ đầy đủ thì chúng ta bắt buộc phải đi trích lục cái đó. Mất thì nhiều thời gian ráng thôi. Qua nhiều biến đổi rồi, qua nhiều thay đổi thì nó đúng là tìm lại nó hơi khó. Mà dĩ nhiên là mình là người nước ngoài, là sống nhiều năm ở nước ngoài, bây giờ muốn trở về nhập tịch, muốn làm lại giấy tờ Việt Nam thì bắt đầu lại từ đầu thôi. Rồi một số của anh chị sẽ thắc mắc là bây giờ không còn quốc tịch Việt Nam, ngày xưa là nhập tịch nước ngoài tuyên thệ là chỉ mang một quốc tịch thôi. Thế thì như vậy là không còn quốc tịch Việt Nam nữa thì sao? Xin thưa là thật ra là trường hợp này
cô bác anh chị mình chỉ tuyên thệ nhập tịch tại cái nước sở tại đó, và chúng ta tuyên bố là chỉ theo một quốc tịch thôi, theo yêu cầu quy định của nước đó, phải không? Nhưng mà cô bác anh chị mình chưa bao giờ tuyên bỏ quốc tịch Việt Nam tại Việt Nam. Như vậy là cô bác anh chị mình đang tạm thời bị gián đoạn về quốc tịch, với là không còn hiệu lực về quốc tịch, không còn giấy tờ gì, do lâu rồi mình không sống ở Việt Nam, coi như là tạm thời mất quốc tịch rồi, chứ không phải là chúng ta đã bị hoàn toàn bỏ quốc tịch Việt Nam. Bởi vì chắc chắn là có thể nói là 100% của anh chị mình chưa từng ai mà đã đứng trước nhà nước Việt Nam tuyên bố bỏ quốc tịch Việt Nam. Không, mình chỉ tuyên bố ở nước sở tại nơi mà mình nhập tịch thôi. Do đó của anh chị mình yên tâm, ít nhiều gì mình vẫn còn, nhưng mà vì không có sống ở Việt Nam lâu cho nên là giấy tờ không có gì để làm hết. Vì vậy về trích lục đi làm lại sẽ rất mất nhiều thời gian, mất rất nhiều thời gian là như vậy. Khó tí nha. Còn những anh chị mình sau này đi nè, là có còn giấy tờ đầy đủ thì rất là dễ thôi, về làm lại. Thì đó, thứ nhất là lưu trú có thời hạn trên 6 tháng và cái địa chỉ lưu trú đó là hợp pháp. Cái này cũng không quá khó. Mà cái thứ ba đó là gì? Giấy khai sinh. Đó, có những đủ giấy tờ này rồi, đủ hết những giấy tờ này, bắt đầu chúng ta liên hệ ở đâu? Sở Tư pháp. Sở Tư pháp nào? Cái nơi địa phương mà chúng ta muốn nhập. Thì chỗ chính là xã hoặc phường nơi mà chúng ta sẽ sống ở đó, hoặc là đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú với những nhà người thân tại đó. Thì chúng ta lên trên phường đó hoặc xã sẽ có bên ủy ban nha, ở đó là sẽ có cán bộ chuyên về hộ tịch đó. Thì bắt đầu nhờ người ta tư vấn, là người ta sẽ hướng dẫn cho mình cách để xin lại. Liên quan đến quốc tịch thì là phải làm hộ tịch rồi. Thì từ nơi gần nhất là phường hoặc xã, sau đó là lên quận, có thể là lên tỉnh nha. Chúng ta sẽ làm những bước như vậy. Tuy nhiên là nói thì đơn giản nhưng mất thời gian. Mất thời gian là phải chứng minh thôi, bởi vì mình không còn là người Việt nữa, không sống Việt Nam lâu mà, phải không? Không có ở thời gian nào hết, thì bây giờ làm lại giấy tờ thì phải mất thời gian thôi. Đó, vấn đề đi lên đi xuống đó một số lần. Rồi, một số bán chị nói, ôi sao mà rắc rối vậy, làm gì mất thời gian, mình vốn là người gốc Việt còn muốn chứng minh gì nữa. Chính thưa, mình là gốc Việt thì người ta đã cho mình là về để làm giấy tờ, đơn giản vậy thôi, nhưng mà ai chứng minh? Bây giờ mọi người đã có quốc tịch nước ngoài rồi, đâu còn quốc tịch Việt Nam nữa không mà. Thì còn cái gốc đó về làm, mất thời gian để chứng minh thôi. Còn muốn để rút ngắn thời gian hơn thì cô chú anh chị mình là người gốc Việt phải hiểu vấn đề này. Ở nước ngoài cũng vậy thôi, có những cái trường hợp là người ta nói là làm khẩn thì đóng thêm nhiều tiền, ví dụ làm cái giấy tờ này $100, bây giờ muốn khẩn hơn trong vài ngày có, hoặc là cái giấy tờ đó một năm mới có, nhưng mà giờ tôi muốn làm cắt xuống còn 6 tháng 3 tháng tháng thì sao, nhanh thì đóng tiền. Thì ở Việt Nam về hình thức nó sẽ không có những cái mức cụ thể, nhưng mà nó gần giống vậy. Mình phải hiểu vấn đề thì làm nó sẽ nhanh và sẽ thuận lợi hơn cho mình nha, phải hiểu chỗ đó. Rồi, sau khi mà chúng ta đã được chấp thuận hết rồi thì khi đó giấy tờ được cấp lại, thì có cái giấy chứng nhận mình đã có quốc tịch, thì lúc đó chúng ta là đi ra công an phường xã hoặc là quận hoặc huyện đó, là chúng ta lên làm căn cước công dân, mà sắp tới đây ngày 1/7/2024 sẽ chuyển thành thẻ căn cước rồi, đổi mới luôn thẻ căn cước đó, cái mới nhất, cập nhật mới nhất. Thì khi mà xin rồi, chờ thời gian có được cái căn cước với là ID đã có rồi, thì chúng ta hoàn toàn là một công dân Việt Nam, trở thành là người Việt Nam bình thường. Và khi đó có bán gì mình với căn cước công dân là chúng ta đi làm hộ chiếu passport Việt Nam rất là dễ. Tiếp theo nữa là mua bán nhà đất, bất động sản tại Việt Nam, ví dụ nhà cửa dính liền với đất. Căn hộ thì khỏi nói, căn hộ người nước ngoài mua còn được, mà không chỉ là người Việt Nam. Bây giờ chúng ta có căn cước công dân, có ID rồi, thì mua được nhà dưới đất nè, hoặc là bán mua nhà đất, xe cộ, nói chung là tất cả tài sản nào, bất động sản là tài sản chúng ta có tiền đi mua, do mình đứng tên làm chủ được, không cần phải nhờ ai đứng tên được hết nha, khi mà có được cái căn cước rồi. Còn đối với những ai có hộ chiếu thôi, có hộ chiếu là chưa, hộ chiếu Việt Nam, đặc biệt là hộ chiếu Việt Nam sinh ra nước ngoài, không có căn cước công dân đó, đó chỉ mới là bước ban đầu để chúng ta xác định là đang có quốc tịch Việt Nam, nhưng chưa đầy đủ giấy tờ thì chúng ta chưa thể là mua nhà dưới đất
nhưng chưa thể mua đất nè, chưa thể mua bán nhà đất dính liền với đất do mình đứng tên thì chưa được, tài sản như là xe cộ mình cũng chưa đứng tên được nha. Chỉ có khi nào có ID là có căn cước công dân, thẻ căn cước sắp tới đây thì là chúng ta mới được đứng tên tài sản bất động sản của mình do chính mình. Rồi, tới đây là phần mà làm về căn cước công dân, xin lỗi, hộ chiếu Việt Nam và làm lại quốc tịch Việt Nam. Thì có lẽ là phần nào cũng có một số thông tin là tương đối để cho cô bác chị mình hiểu rồi, phải không ạ? Bây giờ nó sẽ chuyển qua vấn đề thứ hai, đó là vấn đề lái xe. Đây cũng khá là nhiều cô bác chị mình quan tâm. Đầu tiên là Nick sẽ nói về vấn đề là bằng lái xe ô tô nha, xe hơi. Rồi, đối với vấn đề lái xe ô tô, lái xe hơi thì nhiều các bác anh chị mình sống ở nước ngoài lâu năm rồi, về Việt Nam sẽ thấy hết hồn, giao thông hỗn loạn, ồ đông nghẹt, giờ cao điểm hoặc là trong thành phố xe là loạn xạ, không biết làm sao mà chạy luôn, xe hai bánh cứ lòn phía trước này, làm sao mà lái. Thì đúng là những ai ở nước ngoài lâu năm mà chưa từng về Việt Nam, không quen tình trạng giao thông Việt Nam thì khuyên là không nên lái xe ở Việt Nam. Cho dù mình đã có giấy tờ hợp lệ để lái xe nhưng mà nó không khuyên là lái xe nha. Nếu muốn lái xe thì nhất sức khỏe, thứ hai tinh thần minh mẫn, mắt sáng to đầy đủ để làm gì, quan sát cho kỹ và quen dần tình trạng giao thông ở Việt Nam. Thì mình lái đoạn ngắn từ từ, lái ở tỉnh đi, từ từ mới lên Sài Gòn mới lái được, mới di chuyển được, chứ nếu không là đông quá không biết, chưa quen là va vẹt dễ bị tai nạn ha. Rồi, đối với trường hợp muốn lái xe ở Việt Nam, lái xe xe hơi, xe bốn bánh thì như thế nào? Nhiều cô bác chị hỏi là bây giờ có bằng lái nước ngoài thì về Việt Nam làm sao để lái xe? Xin thưa là bằng lái nước ngoài hiện chưa được sử dụng tại Việt Nam, trừ phi cách như thế này. Cô bác chị mình có bằng lái ở nước ngoài cấp và chúng ta phải lên mạng tra thông tin là cái nước mình đang sinh sống có nằm trong công ước viên hay không. Này, công ước viên tại sao? Đây là công ước viên mà Nick muốn nói là gì? Nó liên quan đến là Việt Nam có ký kết trong công ước viên này thì bằng lái xe quốc tế của những nước mà mình đang sinh sống mà có nằm trong danh sách á, của công ước viên á, thì chúng ta sẽ xin cái chỗ đó, của nước đó đó, chỗ mà Sở Giao thông Vận tải của nước đó để xin một cái đổi qua bằng lái xe quốc tế. Mình đã có bằng lái xe tại nước đó rồi, bây giờ mình qua nước sống, nước khác để mình sống dài hạn, mình muốn lái xe nước đó thì mình phải có cái bằng lái quốc tế đó đi chuyển đổi. Tức là cầm bằng lái của nước sở tại đó, mình lên Sở Giao thông Vận tải đó, tôi muốn xin cấp một cái giấy xác nhận, nó giống như cái bằng lái thôi. Nó gọi là International Driving Permit, là viết tắt là IDP, International Driving Permit. Thì Nick nhớ là 85 nước ký kết công ước viên đó, trong đó có Việt Nam. Thì có bác chị mình khi xin được cái giấy đó rồi về Việt Nam là chúng ta lái xe hơi được, nó sẽ hợp lệ. Tuy nhiên là lúc nào chúng ta phải kẹp cùng với lại cái giấy lái xe chính của mình, lúc nào đi cũng phải mang theo giấy tờ của mình mà, không mà cộng với lại cái IDP đó khi chúng ta muốn lái xe ô tô, lái xe hơi tại Việt Nam nha. Tuy nhiên một số cô bác chị thắc mắc là không biết công ước viên đó, không biết là mình xin như thế nào, ở đâu nè, không biết là ở nước mình đang sinh sống có hay không. Thì trong cái danh sách mà Nick tìm hiểu đó, Nick rất là tiếc là có những nước lớn đã không ký, ví dụ như là Mỹ nè, Canada nè, Úc nè, thì không thấy nằm trong danh sách công ước viên. Cho nên là những cô bác anh chị mình sinh sống ở Mỹ, Canada và Úc muốn đổi qua cái bằng IDP để về Việt Nam mình có thể lái xe ô tô, lái xe hơi thì không được. Ở Mỹ có một cái bằng mà người ta gọi là IAA, cái viết tắt của International Automobile Association, IAA. Thì trước đó mọi người hiểu lầm, tưởng là cái giấy này xin ở Mỹ đó là sẽ về Việt Nam lái xe được. Xin thưa là nó không nằm trong hệ thống hợp pháp của Việt Nam vì nó không có nằm trong công ước viên, cho nên cái IAA này chỉ là ở Mỹ thôi. Thực tế nó cũng không có giá trị pháp lý mấy, nó chỉ là một cái tờ giấy dịch ra thôi, để là chứng minh là mình có bằng lái xe được cấp tại Mỹ. Nhưng rất tiếc là nó không có hợp pháp trên nhiều nước và tại Việt Nam cũng vậy, nó không có nằm trong cái hệ thống bằng lái xe quốc tế đã được ký trong công ước viên, cho nên là
IAA ở Mỹ không sử dụng được tại Việt Nam nha. Nói tóm lại, Úc, Mỹ, Canada, những bằng lái của các nước đó không thể nào xin được cái IDP để về Việt Nam chúng ta lái xe ô tô, xe hơi. Nhưng trong khi đó thì Đức thấy là hầu hết các nước châu Âu, trong đó Pháp, Đức nè, Ý nè, Tây Ban Nha nè, các nước Bắc Âu nè, rồi nhiều nước của châu Âu nó vân 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 vân, và cả Anh nữa, thì đều có trong công ước viên đó, cho nên là có bằng lái ở những nước đó rồi thì chúng ta nộp lên Sở Giao thông Vận tải của nước đó xin cái IDP, International Driving Permit, là về Việt Nam lái xe ô tô được hợp lệ và chúng ta sẽ không bị phạt. Rồi, đó là lái xe ô tô. Còn lái xe hai bánh thì như thế nào? Bây giờ cũng tương tự như vậy thôi. Nếu cô bán chị mình đang có cái bằng lái ở nước ngoài mà lái xe hai bánh, xe mô tô, xe phân khối lớn chẳng hạn, thì chúng ta cũng xin đổi qua bằng lái quốc tế tại nước sở tại đó, thì dĩ nhiên là cũng phải thuộc công ước viên. Cho nên là rất tiếc Mỹ, Úc, Canada không có trong hệ thống và không xin đổi được. Nhưng những nước khác thì chúng ta có thể xin đổi từ cái giấy phép lái xe mô tô đó qua cái IDP, lấy giấy phép lái xe quốc tế, thì về Việt Nam chúng ta cũng sử dụng được hợp lệ nha. Còn không có giấy đó thì sao? Bây giờ về Việt Nam thi bằng lái xe được hay không? Xin thưa, được, nhưng cũng phải mất thời gian. Thứ nhất là xác nhận có lưu trú dài hạn ở Việt Nam. Lưu trú dài hạn thì khi có xác minh lưu trú thì chúng ta cầm cái đó mới đi đăng ký thi. Thi bằng lái xe Việt Nam thật ra cũng không khó, nhất là ở Sài Gòn có mấy trung tâm thi, là nhất nhớ là bên đường Thành Thái quận 10 đó, là có cái chỗ đó chúng ta vô đăng ký, là nó có cái vòng số 8 đó, mình lên mình tập luyện tới đợt thi mình đăng ký thi thôi, rồi thi xong là cấp cái bằng cho mình, thì cũng khá là đơn giản, cũng không khó. Khó là gì? Là chúng ta phải có thời gian sinh sống, là đăng ký tạm trú thường trú Việt Nam dài hạn, thì lúc đó mới là hợp lệ để chúng ta có đầy đủ hồ sơ đi đăng ký để thi bằng lái tại Việt Nam, cả xe hơi và cả xe hai bánh luôn nha, tức là xe ô tô và xe mô tô luôn đó. Phải đăng ký tạm trú dài hạn sống ở Việt Nam, rồi xác nhận được cái đó rồi chúng ta mới đăng ký học và thi bằng lái. Thì khi có bằng lái xe cấp tại Việt Nam chúng ta dùng để lái tại Việt Nam được. Đó là như vậy nha cô bác chị và các bạn nha. Rồi đối với trường hợp mà lái xe hai bánh, bây giờ đơn giản quá, thèm được lái xe chạy chơi trong thành phố thôi, cũng không đi đâu xa, cho nên là muốn đơn giản không có bằng lái được hay không? Xin thưa, ở chỗ này xin trả lời là được. Được như thế nào? Thì theo quy định của pháp luật Việt Nam đó, đối với những cái loại xe mô tô, xe hai bánh đó, mà phân khối nhỏ là dưới 50 cc, dưới 50 phân khối là chúng ta không cần bằng lái. Và quy định riêng rõ là dưới 50 phân khối không cần bằng lái, nhưng độ tuổi phải từ là 16 tuổi trở lên, tròn 16 tuổi trở lên. Thì dĩ nhiên có bác chị mình tuổi thì không thành vấn đề nữa rồi, ai cũng trên 16 tuổi không mà. Thì chỉ có con cháu của mình là muốn về lái xe đó đó, mà nó đủ 16 tuổi, tròn 16 tuổi, ok, thì là lái cái loại xe dưới 50 phân khối, 50cc là không cần bằng lái. Thì hiện tại có xe nào dưới 50 phân khối, 50cc không? Xin thưa là một số loại xe điện nhỏ đó là dưới 50 phân khối có nè, hoặc là xe điện của VinFast. Bây giờ VinFast có một số dòng xe điện á, mà cô bác chị có thể nhìn thấy trên đường phố á, là taxi xanh hoặc là xe Grab nhãn của VinFast đang chạy đầy ngoài đường đó. Thì có cái dòng, nhớ là có một cái dòng đó là VF200 Line gì đó, đó là cái dòng đó là dưới 50cc, dưới 50 phân khối. Phân khối đây là gì? Cái là tốc độ nó chạy dưới 50 km/h đó. Thì cái dòng Line đó là nó có 49 thôi, 49cc là 49 km/h, là chúng ta sẽ mua cái xe đó lái được, không cần bằng lái. 16 tuổi đương nhiên là đủ rồi phải không ạ? Cho nên cô bác chị muốn đi xe hai bánh không cần bằng lái thì dòng xe, một dòng số dòng xe điện nhỏ hơn nha, nhưng trong dòng xe của VinFast thì có xe nhớ là VF Line 200 Line nha. Còn trên Line nó có một cái dòng cao hơn đó, thì nó trên 50cc rồi, 50 trên 50 phân khối thì cần phải có bằng lái đó. Muốn lái xe đó thì xe đó theo Đức tìm hiểu là có thể chạy được trong thành phố, sạc điện đầy để chạy được cả ngày trong thành phố. Mà thật ra thì cô bác chị mình cần di chuyển một cái khoảng cách gần vài chục cây số trong thành phố thôi, chạy từ sáng đến chiều ok.
đó. Cho nên là chỗ này là ta quan tâm thì có dòng xe điện đó. Còn ngoài ra có một số dòng xe điện kia thì nít thấy nó là nhỏ hơn nữa, mà con nít nó đi đầy á là cũng đi được, cũng đỡ lắm nha, cũng chạy, cũng phà phà, cũng chạy, cũng ok nè. Trong thành phố thật ra đâu có chạy tốc độ nhanh đâu, chạy chừng 20-30 cây số giờ là cùng nè. Cho nên là những cái loại xe điện đó hỗ trợ được cho mình rất là nhiều, đi chơi vòng vòng trong thành phố rất là ok. Rồi vấn đề là mọi người nói là xe điện đó, bây giờ mua xe điện là sạc ở đâu, chỗ nào có trạm sạc nó thuận tiện hay không? À đây, đương nhiên sạc điện sạc pin ở nhà là chắc chắn rồi, đúng không ạ? Khi về nhà thì chúng ta cứ ghim sạc thôi. Nhưng mà đang ở trên đường, lỡ nó hết điện thì sao? Sạc chỗ nào? Xin thưa là đối với dòng xe điện của VinFast thì giờ Nick thấy là những cái trung tâm của Vincom với tầng hầm, chỗ tầng cái xe đều có chỗ sạc hết. Và ở trên đường Nick thấy cũng một số nơi có nè. Tí nữa là Nick sẽ quay tí xíu chỗ mà tầng hầm của Vincom ở ngay trung tâm quận nhất Sài Gòn thôi, nguyên tầng ở trong đó là để là các cột sạc điện đầy trong đó luôn đó. Mình cứ vào gửi xe trong đó mình sạc. Nick nhớ là như thông tin Nick biết là một ký điện gì đó thì chừng khoảng là 5.000-6.000 gì thôi, mà đầy cái cục pin của cái xe xe điện của mình chạy đó thì nó chừng vài ký, là chắc cũng không có nhiều tiền đâu, 20-30.000 là cùng. Đó thì là chạy một ngày rồi đó. Bây giờ Nick sẽ chuyển qua cái chỗ mà sạc pin đó, quay tí xíu cho cô bác chị mình xem đây. Bây giờ mời cô bác chị mình nhìn trên màn hình nha, những cái cột điện sạc điện xe hai bánh nè. Đây là một cái khu vực tầng hầm bãi xe của Vincom ở khu vực Đồng Khởi, trung tâm quận nhất Sài Gòn nha. Chỗ này là trạm sạc nè, và có cột sạc điện thì các xe điện của VinFast hoặc là những xe điện khác thì có thể là bắt dây vào để sạc. Không chỉ là trong khu vực này đâu, mà ở đằng kia nữa, đây Nick lại đằng kia quay cho cô bác chị mình xem. Ở đây Nick thấy có một số xe điện loại nhỏ này nè, từ những cái loại dưới 50 phân khối này là không cần bằng lái nha. À, cái xe điện này nữa nè, khá là nhỏ đó. Hay là nhiều cô bác chị mình cần thì ra ngoài salon của VinFast hoặc là mấy cái salon mà bán xe hơi, xe hai bánh rồi đó, mà có đủ các mặt hàng mình có thể hỏi thông tin rất là dễ thôi. Còn bên đây nữa nè, khu tầng hầm gửi xe B4 của Vincom Đồng Khởi, trung tâm quận nhất đó, để rất là nhiều cái cột để sạc pin luôn. Xe nào cần sạc thì cắm vô sạc rồi đó. Nó thấy có một số xe nè cắm dây nối liền với sạc trạm sạc VinFast ở phía dưới kia nữa, chung rất là nhiều nha. Đó, những cái đèn xanh hiện lên dưới kia nữa. Rồi, bên khu vực kia thì không có cột sạc. Đây, Nick qua cái dòng này, ở nguyên khu vực này nè là các cột điện để sạc. Đó, trạm sạc để rất là đầy đó nha, rất là nhiều luôn nha. Ở bên đây nữa, những cái hàng cột nữa nè. Đó, trạm sạc rất là nhiều. Rồi, như vậy là cô bác mình đã nắm được một số thông tin chưa? Nếu nghĩ là cái vấn đề mọi người hay nói là khó, thật ra không phải khó, là mất thời gian thôi. Và thật sự làm giấy tờ đâu có đơn giản, đâu phải dễ dàng, là muốn tự nhiên là ai làm cho mình, ai chứng minh được cho mình, cần phải có thời gian để xác minh, xác nhận, làm ở đâu nó cũng có quy định của nước đó hết, đâu đơn giản là tự nhiên cái đòi người ta làm cho mình liền cái giấy tờ đó, không ạ? Ngay cả khi mình qua định cư nước ngoài cũng vậy thôi, qua châu Âu, qua Mỹ, qua Úc, thời gian đầu ai chứng minh cho mình được cái visa định cư thì mình đến đó mình lưu trú thời hạn nè, sau đó thì mới nâng dần lên cái giấy tờ thời gian dài đủ chứng minh, người ta mới cấp cho thẻ xanh. Rồi từ thẻ xanh 1 năm, 2 năm hay là 10 năm vậy đó, mới đầu mới thi quốc tịch, mới có quốc tịch, quốc tịch mới làm được ID, làm ID rồi mới làm được passport. Đâu đơn giản tự nhiên là có được cái hộ chiếu Mỹ đâu, phải không ạ? Đâu đơn giản tự nhiên có bằng lái xe đâu, phải có đầy đủ giấy tờ rồi mình mới
từ từ mới có được, đâu phải qua cái là một ngày hai ngày có được giấy tờ cho mình. Cho nên là Việt Nam cũng vậy thôi, các bác chị, mình không còn là người Việt Nam nữa, mình có gốc thôi, mình đã không sống ở đây, không còn cái gì để chứng minh nữa, thì phải bắt đầu làm lại từ đầu. Mất giấy tờ thì làm lại giấy tờ tốn thời gian, tiền bạc thì nó nghĩ là cũng không quá cao, tại vì sao, cái mức làm của giấy tờ Việt Nam nó không có bao nhiêu hết, chỉ cái vấn đề là chúng ta chạy để người ta làm dịch vụ cho mình, muốn nhanh thì người ta mình phải bỏ tiền ra để người ta mới đi chạy, ta trích lục cái này trích lục cái kia, người ta mới đi làm cho mình những cái bước đó, mà mình không phải tốn quá nhiều thời gian để mình bỏ công một sức mình đi làm, phải không? Thì cái số tiền đó nó nghĩ là mọi người phải hiểu đó, tất cả đều phải có chi phí, và Việt Nam cũng vậy thôi, ở đâu cũng vậy, ở nước ngoài cũng vậy, muốn làm nhanh làm khẩn thì trả cái mức phí cao lên, phải không? Thì Việt Nam mình cũng dùng cái số tiền đó để nhờ vả người ta, ta làm cho mình đó, hiểu được vấn đề rồi thì mình sẽ thấy là nó không khó, chỉ vấn đề là thời gian để làm, phải chịu một khoảng thời gian để cho nó đầy đủ mới làm được giấy tờ được lại cho mình, trở về người có quốc tịch Việt Nam có đầy đủ giấy tờ của Việt Nam nha. Rồi, vừa rồi là một số thông tin về đó thắc mắc cho cô bán chị mình cùng nắm nha. Hy vọng rằng qua đó thì cô bán chị mình đã có được những khái niệm mà chúng ta hiểu đúng về quy định của pháp luật, và chúng ta nếu có nhu cầu quan tâm thì chúng ta sẽ bước nào để tiến hành làm những gì chúng ta cần phải làm. Còn video clip của ngày hôm nay chia sẻ đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Nếu mà cô bán chị mình thấy hữu ích thì cho Nick một like nè, chia sẻ cho mọi người khác cùng xem, chia sẻ nhân rộng ra cho cộng đồng, và nhớ là đăng ký subscribe cho kênh để mà Nick có thêm nhiều cô bán chị mình biết tới, và Nick sẽ chia sẻ thêm những các thông tin liên quan khác và có nhu cầu mà nhiều người cần quan tâm và tìm hiểu nè. Bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại với cô bán chị và các bạn trong những video clip về sau nhé. Xin chào, chúc cho quý cô bác mình luôn dồi dào sức khỏe nè, có đầy năng lượng, và là người Việt Nam yêu quê hương muốn trở về Việt Nam thì chúng ta biết cách phải làm như thế nào cho nó hợp pháp hợp lệ, và sống thấy là thoải mái tinh thần trong quãng đời còn lại của cuộc đời của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.